Vậy thế nên em còn gì muốn nói với anh hay nói ra? Hạnh phúc anh trong tay cho em vậy nên tốt nhất rất khoan kết thúc hết đi là thế. Giải thoát cho em, cho anh, cho cả hết. Từ hôm con tim mình giờ xong tim có cho ta hạnh phúc có hay thay trong chất.